buôn người cùng với buôn lậu vũ khí là loại hình tội phạm đứng thứ hai chỉ sau buôn bán ma túy về quy mô và là ngành công nghiệp tội ác có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, có trên 21 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bức hoặc bóc lột tình dục trên toàn thế giới, mà hơn một nửa trong số đó là nạn nhân của nạn buôn bán người. Đây là một thách thức cần sự hợp tác của các nước trên toàn thế giới, trong đó có các nước ở Hiệp hội ASEAN. Tại Việt Nam, sau 12 năm thực hiện, nhất là từ 2011 đến nay, có hơn 2.200 vụ, bắt hơn 3.300 đối tượng, tổ chức giải cứu tiếp nhận gần 4.500 nạn nhân, chủ yếu là bị lừa bán sang Trung Quốc chiếm hơn 70% và các nước khác như Campuchia, Malaysia, Singapore. Buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới chủ yếu là bị bọn thực hiện hành vi như là lừa đảo, lừa sang lao động, lừa làm con nuôi. Theo khảo sát của Công an tỉnh Sơn La, trong năm 2015, có khoảng gần 200 phụ nữ vắng mặt tại địa phương và bị nghi bán. Những đối tượng mua bán người thường câu kết với các đối tượng bên kia biên giới để dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ và trẻ em. Người ta mất con thì đau một, nhưng tôi bị lừa mất hai đứa con thì nỗi đau gấp đôi. Giờ còn một đứa, chưa biết sống chết thế nào. Không biết sẽ về nhà bằng cách nào đây. Chỉ mong lực lượng chức năng sẽ có cách tìm ra cháu để giúp cháu trở về Việt Nam. Tôi nuôi 4 đứa cháu, nhà còn 6 người nữa, không đủ cái ăn, chả biết nuôi làm sao. Mong con dâu về để nuôi lũ trẻ, chứ thế này khổ lắm rồi. Lào Cai là tỉnh có đường biên giới dài với nước bạn. Đây cũng là địa bàn có tình hình mua bán người phức tạp. Từ 2011 đến nay, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá 166 vụ, giải cứu hơn 200 nạn nhân. Cháu xuống dưới quán hát Mường Khương, ở đấy được tầm tiếng khoảng 9 giờ, thì họ người tên Duyên ấy, ra ngoài gọi điện thoại và nói là có bạn bị đánh, cần đi cấp cứu, đưa lên cấp cứu ạ. Thế nên là nhờ bọn cháu cùng xuống dưới bàn lầu. Xuống dưới đấy một hồi thì họ đi tìm loanh quanh, sau đó thì họ đưa bọn cháu thẳng ra Trung Quốc ạ. Các nạn nhân thì do người địa bàn khác đến, không biết là cái ranh giới, cái biên đường biên giới giữa ta và Trung Quốc, nên cứ lầm tưởng đấy là bên kia suối là người nhà nạn nhân. Mua bán người đã trở thành vấn nạn trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt trong khối ASEAN, cùng các quốc gia Philippines, Brunei, Myanmar, Indonesia và Malaysia. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống mua bán người từ năm 2012 và mở rộng tại điều 150, 151 Bộ luật hình sự sửa đổi 2015, quy định rõ mức phạt từ 5 năm đến tù chung thân. Từ năm 2013, đường dây nóng phòng chống mua bán người tại 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hà Giang và An Giang với đầu mã chung là 1800 bắt đầu hoạt động. Đến nay đã có hơn 20 trường hợp nạn nhân được giải cứu thành công. Mua bán người đã trở thành vấn nạn của ASEAN và của toàn thế giới. Tháng 7 năm 2015, các nước ASEAN đã thành lập quỹ đặc biệt chung để sử dụng cho các hoạt động chống tệ nạn buôn người đang xảy ra trong khu vực. Tháng 5 năm 2016, các giải pháp chống tội phạm mua bán người được đề cập cụ thể hơn tại hội nghị cấp bộ trưởng tổ chức tại Indonesia. Mục B.3.4 của tuyên bố Kuala Lumpur ASEAN 2025 cùng vững vàng tiến bước ghi rõ đảm bảo sớm thông qua công ước ASEAN về phòng chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thực hiện có hiệu quả công ước này cũng như thực hiện kế hoạch ASEAN về hành động chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Cũng trong khuôn khổ hội nghị ASEAN 27, các nước thành viên cũng đã ký kết công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em,
bao gồm 7 chương 32 điều, khẳng định lại cam kết ghi nhận trong tuyên bố ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em năm 2004, các hoạt động tư pháp hình sự của ASEAN đối phó với nạn buôn bán người, chấm dứt việc miễn trừng phạt các đối tượng buôn bán người và bảo đảm công lý cho nạn nhân năm 2007, tuyên bố chung của các lãnh đạo ASEAN trong việc tăng cường hợp tác chống buôn bán người ở khu vực Đông Nam Á năm 2011 và các nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy quyền con người, bao gồm tuyên ngôn của ASEAN về quyền con người được thông qua năm 2012, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa cam kết trong việc hợp tác khu vực và quốc tế chặt chẽ và hiệu quả hơn chống hành vi buôn bán người có tính chất xuyên quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn các tội phạm được thực hiện bởi các nhóm phạm tội có tổ chức cùng một số các cam kết khác. Bây giờ cần phải có cái đoàn kết và có cái liên kết ở cái mức độ cao hơn, tức là ở mức độ cộng đồng, để mà có thể tranh thủ những thuận lợi mới và đồng thời là đối phó với những cái thách thức mới đặt ra. Và cụ thể trên từng lĩnh vực một là sẽ triển khai những cái biện pháp cụ thể làm sao tạo cái thuận lợi hơn cho cái việc di chuyển giữa người dân giữa các quốc gia, làm sao tạo thuận lợi cho vấn đề di chuyển cái lao động giữa các quốc gia, hay là ngay cả cái vấn đề là hỗ trợ cho nhau trong vấn đề bảo hộ người dân, rồi là những cơ chế liên quan tới an ninh. Chúng ta còn có cái tổ chức gọi là cái ủy ban commit, là cái chương trình phối hợp hành động về phòng chống buôn bán người của 6 nước trong vùng tiểu vùng sông Mekong. Thế thì cái đó đã được thực hiện rất là có hiệu quả. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho cái thực hiện tốt hơn thì chúng ta đã tiến hành phối hợp trong vấn đề về xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật, rồi vấn đề tăng cường lực lượng, vấn đề tăng cường cái phối hợp quốc tế. Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Việt Nam đã ký kết hiệp định về tăng cường hợp tác phòng chống mua bán người và các vấn đề liên quan với Trung Quốc, Campuchia và Lào. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực đàm phán với Malaysia để sớm ký kết hiệp định phòng chống mua bán người. Tháng 5 vừa qua, giữa cơ quan chức năng của Việt Nam và cơ quan chức năng của Malaysia, hai bên thống nhất trong kế hoạch ưu tiên đầu tiên là phải thúc đẩy nhanh cái tiến độ đàm phán xây dựng và ký kết hiệp định Việt Nam-Malaysia về phòng chống mua bán người. Và hiện nay thì tiến độ này đang được quan tâm và phối hợp giữa cơ quan Việt Nam và cơ quan Malaysia. Chúng tôi lộ trình là trong năm 2016 và 2017 là hoàn thiện cái công tác đàm phán. Cùng với Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Và mới đây nhất, Chính phủ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020. Khẳng định quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam trước vấn nạn chung. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm và ma túy, trên thế giới có hơn 500 đường dây buôn bán người và có ít nhất hơn 150 quốc gia có nạn nhân rơi vào tay các nhóm tội phạm buôn người. Công ước ASEAN về chống buôn bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em, đã thể hiện tiếng nói chung, sự tích cực hợp tác và quyết tâm của các nước ASEAN để loại trừ loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm này.